Một mẫu máy thổi bụi cực kỳ hot và có cả chỉnh tốc luôn các bác nhé. Dòng sản phẩm chính hãng của Top Tun thì trước mắt các bác đây là một cái bộ sản phẩm chính hãng của Top Tun. Máy thổi bụi con này công suất cực kỳ lớn, lên tới là 700W anh em nhé. Và chỉnh tốc 6 cấp rất là mượt mà. Động cơ thì dây đồng 100% anh em nhé. Đấy, phụ kiện thì sẽ có đầy đủ ống thổi và túi đựng rác anh em nhé. Đấy, và cam kết với các bác hàng chuẩn dây đồng 100% các bác nhé. Đấy, bây giờ em sẽ trực tiếp tháo toàn bộ cái sản phẩm này ra để cho các bác thấy được cái nội thất bên trong nó như nào nhé. Ok, tiếp theo sẽ tháo cái búng ra. Rồi, đây là cánh đó nhé, giờ ta sẽ tháo cánh đó ra. Con này trong đây nó sẽ có một lỗ nhé, nhưng mà chú ý là tháo ra, chú ý tháo cánh. Con này nó thì nó là gen quận nhé, được rồi. Cái này đúng là nó có cái trục, tôi mà thì có cái kìm, em dùng kìm tháo nhé. Vì tháo cánh này nó đơn giản. Đấy, và bây giờ nhấc cái ra. Chắc phết đấy. Rồi, ok, tiếp theo, đây là búng đó. Ok, đây em đã tháo toàn bộ rô ruột của máy ra các bác cùng xem nhá. Đây, đây là rô của máy này. Sử dụng vòng bi của nó là bi 608 nhá. Đấy, bi 608. Đây, rô đây. Các bác nhá, rô ruột dây đồng 100% anh em nhé. Này, dây đồng 100%. Anh em yên tâm khẳng định với các bác là dây đồng 100% luôn. Đấy. Nếu mà là dây nhôm, đây là em sẽ đền cho các bác 100% giá trị sản phẩm nhé. Đây. Đây là rô của nó này, đây là cuộn dây xít to này. Đấy, anh em nhìn chưa? Đấy, dây đồng cứng cáp 100%, hàng tuyển chọn anh em nhé. Và con này thì có cả chỉnh tốc rất là xịn luôn anh em nhé. Đấy, chỉnh tốc quá là ngon luôn. Đấy, 6 cấp anh em nhé. Đấy, một con máy mà có chỉnh tốc 6 cấp mà giá chỉ có hơn 200 ngàn thôi anh em nhé. Đấy, bao rẻ nhất thị trường luôn anh em. Đấy, độc cái chỉnh tốc này, nếu mà anh em mua ở ngoài thị trường nó đã rơi vào tầm 5-70 ngàn. Đấy, cái điều tốc này nhá, nó phải rơi vào 5-70 ngàn rồi. Đấy, mà trên một con máy thổi bụi công suất 700W giá chỉ có 250 ngàn thôi, các bác có tin được không ạ? Đấy, quá là đẳng cấp luôn và chất lượng. Rồi, ok, bây giờ em sẽ cùng các bác trực tiếp đi test thực tế cái sản phẩm này quá nhá. Và hiện tại em đã ghim sẵn điện vào cái máy thổi bụi này rồi anh em nhé. Bây giờ em sẽ test thử cái tiếng động cơ để cho các bác cùng nghe này. Đấy, chỉnh tốc rất là mượt luôn nhá. Bây giờ em sẽ trực tiếp test con thổi bụi Top Tun này trên cái cân điện tử các bác nhé. Đây, cân điện tử này nó có khối lượng từ 1g đến 10kg anh em nhé. Đấy, và em sẽ test cái lực đẩy của nó xem là nó ép được con này xuống bao nhiêu gam. Đấy, anh em cùng xem nhé. Và em để là mắc tua nhá. Đấy, cấp độ là số 6. Với cấp độ số 6 này thì con này nó lực đẩy của nó được 200g anh em nhé. Lực đẩy nó được 200g, rất là khỏe luôn anh em nhé. 200g thì tương ứng với cả, ví dụ như anh em để một cái điện thoại di động ấy, mà anh em để ở đây mà dùng cái máy thổi bụi này là nó thổi được anh em nhé. Và tiếp theo thì em đang sử dụng một cái thân máy thổi bụi của Hukan. Đấy, con này có mã là 755 anh em nhé. Đấy, và em sẽ test thử cái lực đẩy của cái con máy thổi bụi pin này so với cả con máy thổi bụi Top Tun kia thì nó như thế nào anh em nhé. Vừa rồi thì kết quả của nó là 200g. Đấy, thì bây giờ em sẽ trực tiếp test con máy thổi bụi này xem nó lực đẩy của nó được bao nhiêu gam nhé. Đấy, các bác nhìn thấy kết quả rồi đấy, 190 mấy 200g. Nói chung là giữa con máy thổi bụi pin của Hukan này với cả con máy thổi bụi điện của Top Tun thì cái lực đẩy của nó, đấy, cái lực đẩy của gió
thì nó xem nhau luôn anh em nhé. Đấy thì ở đây là gạo ăn này. Đấy các bác thấy chưa? Quá là ok luôn. Đấy gạo ăn mà nó hút được như thế này thì các cái bụi bẩn nhỏ thì phải nói là quá đơn giản luôn các bác. Đấy thì với một chi phí rất là rẻ thôi, chỉ có 250 ngàn là các bác đã sở hữu ngay một con máy thổi bụi của Totun, và nó có chỉnh tốc 6 cấp luôn anh em nhé. Đấy thì với chi phí giá thành rẻ hơn rất là nhiều so với cả các bác sử dụng máy điện, thì đây là một cái dòng sản phẩm cực kỳ chất lượng và giá cực kỳ là tốt luôn anh em nhé. Thì hiện tại thì bên Cuberm đang thanh lý cái mẫu này. Đấy, sản phẩm thì còn số lượng rất là ít thôi, còn vài chục con thôi. Cho nên là thanh lý giá siêu rẻ cho các bác nhé. Đấy, chỉnh tốc 6 cấp cực kỳ mượt mà. Và con này lực đẩy cực kỳ khỏe. Đấy, anh em mà thổi lá, thổi bụi, thổi cây thì phải nói là quá là ổn áp luôn anh em ạ. Ok, vừa rồi em đã cùng các bác trực tiếp đi test trực tiếp sản phẩm máy thổi bụi Totun rồi. Đấy, các bác có thể thấy máy hút khỏe, thổi rất là khỏe luôn. Và giá sản phẩm hiện tại bên em đang sale cho các bác, đang thanh lý cho các bác một mức giá rất là hấp dẫn thôi. Chỉ có 250 ngàn các bác đã sở hữu ngay một máy thổi bụi có chỉnh tốc 6 cấp, dây đồng 100%. Đấy, và giá chỉ có là 250 ngàn và bao ship về tận nhà luôn cho các bác nhé. Đấy, thì sản phẩm còn hiện tại rất là ít thôi, còn mấy chục con thôi. Anh em nào có nhu cầu thì nhanh tay alo cho em theo hai số điện thoại em để phía bên dưới màn hình nhé. Và một lần nữa em xin chào và cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip sau nhé. Xin chào các bác.